nay mình đi đánh banh về là tới gần chỗ nhà mình, thì hai ngay ngã tư đó có một số người đang có một số người họ đang ủng hộ, kêu gọi mọi người hãy bầu cho ông Trump. Thì mình chỉ đứng đèn xanh đèn đỏ chút xíu thôi thì thấy cũng rất nhiều người bóp kèn, tại vì trên đó nó có để là nếu mà ủng hộ cho Trump thì hãy bóp kèn. Thì có nhiều người rất là bóp kèn xe rất là nhiều. Thì chuyện bầu cử thì mình không có mình không có quan tâm về mặt chính trị, mà mình sẵn mình đi ngang đó mình quay lại cho mọi người xem chút xíu vậy thôi. Mấy người này họ ủng hộ support for cho Trump.